câu Bồ Đề với tất cả pháp, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nên biết bằng cái biết như vậy, thấy bằng cái thấy như vậy, và tin hiểu bằng cái tin hiểu như vậy, đừng sanh cái tôn chấp pháp. À, cái chữ như vậy đó, như vậy nghĩa là Như Lai tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả, thật sự không có tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả gì hết, vì dạng pháp thật tướng của nó là vô tướng. Cho nên lẽ ra là nó không có tướng gì hết, nhưng mà vì chúng sanh có về cái mặt đời, cái mặt tục đế, chúng sanh có tướng tôi là tướng ngã, tướng các anh các chị các ông các bà là tướng nhân, và tướng chấp con người và tướng chấp dạng pháp, tức là trong chúng sanh và thọ giả. Vì vậy mà Như Lai buộc lòng dặn mọi người nên bỏ cái ý niệm về chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, để chấp thọ, thọ giả, chứ kỳ thật ra thì cái bốn cái tướng đó đều không có gì cả, nhưng mà nó biểu lộ qua cái tướng tự ái như vậy, rất dễ tự ái, thì cái đó là cái người bản ngã cao rồi. Còn có người tu tỉnh khá rồi đó, đáng lẽ ra sự việc đó nghe cũng tự ái đấy, nhưng mà phớt lờ qua, không biểu lộ ra cái bực bội, nhưng mà về sau rồi nghĩ chơi với cái người bạn đó cũng là một hình thức chấp ngã nữa thôi, nhưng mà nó nhẹ hơn chút. Còn cái người mà tự ái nhiều, bản ngã nặng là phản ứng ngay, mà phản ứng ngay tức là mình tu chưa cao đó nha. Còn tu cao hơn chút là hận, tu chưa cao là phẫn, phẫn là phẫn nộ ngay, công kích ngay. Còn này không công kích ngay mà người này có vẻ khinh ta, hận, không chơi người này nữa. À, nếu có việc gì hoạn nạn không tương cứu nữa, sinh tử không có cái vấn đề bất ly nữa, mà coi như là lần lần gọi là kính như viễn chi, là một hình thức chấp ngã tiêu cực đấy. Không chơi nữa, mà không chơi nữa cũng là một hình thức chấp ngã, vì nó đi sâu, nó tùy theo cái trình độ tu tập của mọi người. Cho nên phải hiểu bằng cái hiểu như vậy. Như là nói ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng, kỳ thật không có ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng gì hết, phải hiểu như vậy mà tu hành. Tu Bồ Đề, cái tướng pháp Như Lai nói chẳng phải cái tướng pháp, mà gọi là tướng pháp vậy thôi. Pháp ví dụ như núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, mọi pháp trên đời này Như Lai gọi là nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp vô ngã. À, thế thì người ta tưởng đâu là tất cả pháp là có thật. Ta nói là Như Lai có nói tất cả pháp là vô ngã mà, vậy là tất cả pháp có thật. Ở đây Như Lai nói này, tôi Bồ Đề, Như Lai nói tất cả pháp thì ta không có cái tướng pháp gì hết á, mà gọi nó là một pháp vậy. Ví dụ cái núi gọi nó là một pháp, cây gọi nó là một pháp, trời gọi là một pháp, mây nó là một pháp. Pháp là cái hiện hữu trước mắt, mỗi cái gì nó gọi là một pháp, mà tất cả những cái đó đều là không có tự ngã. Như Lai nói tất cả pháp vô ngã, chứ kỳ thật chẳng có pháp nào. Cái kinh này học còn để ý cái đó. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp, pháp nào đi nữa cũng đều là pháp duyên, duyên sanh, mà duyên sanh thì không có thật. À, thật tướng của nó là vô tướng. Cho nên cái kinh này là cái bằng Như Lai phủ định, từ phủ định này sang qua phủ định khác, nghĩa là đánh đổ cho tới tận cùng mà người ta không còn cái gì để chấp. Học cái kinh này nè. Do vậy cho nên là học cái kinh này mà tu mà thành tựu được á, y kinh mà thực hành được đúng á, là thành Phật đấy. Do vậy mà kinh nói rằng kinh Bát Nhã Ba La Mật là mẹ sản sanh ra ba đời chư Phật, là ý nghĩa vậy.
thực hành mà đúng cái nếp sống theo tinh thần Bát Nhã Ba La Mật là người này thành vô thượng Bồ Đề, trí tuệ đạt tới đỉnh cao tột, thấy được cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng rồi, là không còn nguyên nhân để sanh ra phiền não vô minh để rồi đau khổ. Mà không còn phiền não vô minh đau khổ thì không còn là chúng sanh nữa, tức là Phật rồi đó. Ngã kiến là sự phân biệt chấp mắc về cái ta, cái tôi. Cho ta có cái ta chân thật vĩnh cửu bất biến. Nếu chấp như thế là một quan niệm rất sai lầm. Theo giáo lý Phật không có cái ta, cái tôi nào thực ngã bất biến cố định trường tồn. Cũng như vũ trụ vạn hữu không có cái gì cố định đứng yên mà không vận động. Mọi sự vật đều tồn tại trong cái quá trình sanh diệt, diệt sanh luôn luôn trong cái trạng thái vô thường vận động. Chính vô thường mới là thực nghĩa của chân thường. Điều đó là điều mà nên để ý. Chính cái vô thường mới là thực nghĩa của cái thường. Không có cái gì thường cố định đứng yên một chỗ, mà chính sự diệt sanh, sanh diệt, sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, nó cứ nó xây dòng mãi, cái đó mới là thường. Vật vật luôn luôn là chuyển biến, thay đổi. Từ sự vật này chuyển qua sự vật khác, từ sự vật khác chuyển sanh qua một sự vật khác nữa. Con người của chúng ta về đây rồi ngày chết trở về cát bụi. Dù là cát bụi nhưng mà cát bụi đó là một cái nguyên nhân để bồi dưỡng cho một cái thế hệ sau này, nó thành một cái cây gì đó, cái con gì đó, cái chất bổ dinh dưỡng nào đó để nó nuôi những cái thế hệ trẻ sau này trong qua cái dạng hình thức của rau, rác, hoa quả nào đó. Con mắt của Phật nhãn là nhìn thấy cái chỗ đó. Cho nên chỉ có cái vô thường là vĩnh viễn chân thường. Vì vậy mà đây là trích hai câu thơ nè. Thơ có Mãn Giác Thiền Sư nói: Xuân đáo bách qua khai, xuân khứ bách qua lạc, sự trục nhãn tiền quá lão tùng đầu thượng lai, mạc vĩ xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Mùa xuân đến thì ta thấy hoa nở, mùa xuân qua rồi ta thấy hoa không còn rụng hết. Qua mùa hạ là hoa coi như tàn tạ rụng hết. Con người thì là 60-70 tuổi là tóc bạc da mồi rồi lần lần đi tới chết. Sự vật thì là sanh trụ dị diệt, tiêu hoại. Nhưng mà người ta tưởng đâu là con người chết rồi là mất hẳn, không phải đâu. Ta tưởng đâu là sự vật tiêu hoại rồi mất hẳn, không phải đâu. Người ta tưởng rằng là qua mùa xuân rụng hết rồi là mất hẳn, không phải đâu. Mạc dĩ xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Trong tất cả cái qua đó, bằng cụ thể lấy cái hoa mai mà suy gẫm, mùa xuân là hoa mai nở đấy, nhưng mà qua những ngày xuân rồi là hoa mai rụng hết. Nhưng mà hoa mai rụng hết không có nghĩa là không còn hoa mai, mà hãy để đó chờ xem năm tới hoa mai sẽ có trở lại đó. Mà hoa mai có trở lại nó ở đâu? Nó ở trong cây mai ư? Không, nó ở trong cây mai không đúng. Vậy thì nó ngoài cây mai nó bay tới ư? Cũng không đúng. Đó là cái lý duyên sanh của nó, như vậy là như vậy mà thôi. Đó. Và thơ này nói lên là sự vật không bao giờ mất. Đừng tiền tạc giả nhất chi mai. Bản thân con người chỉ là một cái giai đoạn đứng yên tương đối hoặc ngắn hoặc dài của một hiện tượng chúng sanh. Con người là một hiện tượng chúng sanh trong hai loại chúng sanh: vô tình chúng sanh và hữu tình chúng sanh. Báo đình chấp ngã, ý Phật muốn dạy cho các đệ tử cái tinh thần mình vì mọi người, mọi người vì mình, cái tinh thần vị tham, vị vô vị kỷ ấy.
Có như thế để xây dựng cho con người, cho xã hội loài người một cuộc sống an vui, hạnh phúc, hòa bình, tương thân, tương ái. Đó là hình ảnh của một xã hội xã hội chủ nghĩa mà loài người tiến bộ trên toàn thế giới hằng mong muốn ước ao. Một xã hội mà mọi người trong xã hội đó đều lo cho nhau, gọi là xã hội chủ nghĩa. Sự thật ngã kiến hay ngã tướng không có một hình sắc, một tướng mạo gì. À, nhân kiến cũng thế. Nó là sự phân biệt, sự kỳ thị ở ý thức con người. Ta là ta, tụi nó không phải là ta, tụi nó là phe của bọn mày. Phật bảo xóa đi cái nhân kiến nhằm giải cho đệ tử mình hãy sống với cái tinh thần đại bi đồng thể. Hãy thương người như thể thương thân, đừng làm đau khổ cho chúng sanh, vì làm đau khổ chúng sanh là làm tổn thương đến một vị Phật tương lai đấy. Sự phân biệt kỳ thị hành động gây đau khổ chúng sanh tự nó trái với chân lý, ngược lại cái nếp sống tốt đẹp thân ái của loài người. Phật gọi sự chấp mắc ấy, sự chấp mắc gây ra sai trái đó là nhân tướng. Chứ nhân tướng cũng đâu có gì đâu. Nhân tướng giống như ngã tướng vậy. Ngã tướng đã không thật thì nhân tướng làm sao có thật. Ừ, hết giờ rồi mà còn khúc này. Sự thật chẳng các cụ thể nào là hình sắc của màu của nhân tướng cả. Còn thế nào là chúng sanh tướng? Đây nè, giả chúng duyên như sanh, cố viết chúng sanh. Câu đó nên học đó. Chúng sanh là gì? Là giả chúng duyên như sanh, cố viết chúng sanh. Thàm cái gì mà mượn nhờ các duyên mà hình thành mà sanh ra nó, gọi đó là chúng sanh. Vậy thì con người cũng nhờ các duyên mà sanh, cho nên con người cũng là chúng sanh. Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá nhờ các duyên mà sanh, vậy thì tất cả những thứ đó cũng là chúng sanh. Chỉ khác là con người gọi là hữu tình chúng sanh, mà vạn vật bên ngoài gọi nó là chúng sanh, mà là chúng sanh vô tình. Để ý nó như vậy. Cái tướng duyên sanh của vạn pháp, Phật cho đó là cái tướng như thị. Người Phật giáo nhìn vạn pháp qua cái chân lý như thị ấy. Do nhất thiết chủng tích như thị, như thị biến dị triển chuyển lực cố bị phân biệt sanh. Do cái nhất thiết chủng tích nó biến như vậy. Do nhất thiết chủng tích nó biến như vậy. Do cái sức vận động mà hiện tượng sự vật vô vàng nó sanh ra. Cái này là mượn cái bài của Duy Thức học. Nhất thiết chủng thức cũng gọi là gia thức á, nó chứa đựng hết. Mà ai là gia thức hay nhất thiết chủng cũng tức là không gian và thời gian cộng lại đó, giống như cái từ pháp thân hồi nãy. Cái nhất thiết chủng thức cũng là cái đó, không gian và thời gian cộng lại. Mà cái mà nó chứa đựng á thì ta gọi là năng tàng. Còn tất cả sự vật hiện tượng mà nó hình thành ra đó, ở trong cái nhất thiết chủng thức đó, cái đó ta gọi là sở tàng. Nó giống như là cái thúng mà ta đựng một thúng lúa. Nếu mà nhìn về cái thúng mà ta đựng thúng lúa thì cái thúng mà đương bằng nan bằng tre đó là năng tàng. Còn lúa mà đựng ở trong là gọi là sở tàng. Còn nếu như ta nhìn bằng lúa không, ta không nhìn cái đựng mà ta nhìn toàn là lúa thôi, thế thì lúa đó là cái sở tàng của cái năng tàng. Tức là lúa với thúng là coi như thứ. Thúng tới đâu là lúa tới đấy, mà lúa tràn ngập trong cái thúng. Thế thì là sự vật hiện tượng là cái nhất thiết chủng thức. Ví dụ cái thúng mà đựng nhiều thứ, hột đậu, hột bắp, hột dưa, hột mè, khoai sắn, đủ thứ. Từ đó mà nó duyên khởi mà nó hình thành ra. Bảo đừng chấp chúng sanh tướng có nghĩa là bảo phải nhìn hiện tượng vạn pháp qua cái nhìn như thị tri, như thị kiến, như thị tính giải.
Hiểu như thế, biết như thế, sân cái hiểu biết như thế, đừng sân cái tôn chấp. Sự thật chúng sanh kiến hay chúng sanh tôn, tự nó chẳng có cái riêng ngoài sự vật đang tồn tại. Bảo đừng chấp thọ giả, có nghĩa là bảo phải nhận thức sâu sắc cái quy luật trở thành công lệ, là vô thường vận động hằng chuyển của hiện tượng vạn pháp. Cái chân lý hằng chuyển như bọc lưu đó là chân lý. Cái giọt nước của cái thác nó chảy ào 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 ào, chẳng hạn như là đi qua cái chỗ thác Trị An á, nó chảy liên tục năm này qua năm kia, ta thấy nó trắng xóa một dòng nước như vậy. Nhưng mà kỳ thật là hằng, vừa hằng mà vừa chuyển đó. Hằng là ta nhìn thấy nó liên tục, mà chuyển là trong đó hằng hà sa số cái giọt nó tương tục khích nhau. Thế thì cõi đời này á, cái dòng đời này nó trôi cũng như vậy. Giống như nước sông Hồng, nước sông Hồng mà cái mùa nắng này là mình thấy nó có đầy dưới sông á, nó chảy đi hoài xuống biển mà, nhưng mà trong đó hằng chuyển, coi nó liên tục chứ không có liên tục đâu, chảy từng sát na sanh diệt. Phải nhìn vạn pháp qua cái hình thái hằng chuyển, đừng chấp mắt khư khư để rồi đau khổ vô lý. Khi nhìn mọi vật phủ định lấy nhau để phát triển cái mới ào ạt không ngừng trong vũ trụ thiên nhiên, trong cuộc sống của xã hội loài người không ngừng tiến lên đỉnh cao của trí tuệ. Nhận thức như vậy ta thấy thọ giả tướng không có tướng gì cả. Chấp ngã chấp nhân tức là chấp ngã đấy. Chấp chúng sinh, chấp thọ giả tức là chấp pháp. Vậy thì chung quy có hai cái chấp à, bốn tướng mà rút vô rồi mới lại còn có chấp ngã và chấp pháp thôi. Chấp ngã tướng là ngã bản thân, chấp nhân tướng là ngã của tụi nó, của chúng mày. Chấp chúng sinh tướng là chấp pháp về mặt không gian, chấp thọ giả tướng là chấp pháp về mặt thời gian. Do đó ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, Như Lai nói không có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, mà Như Lai gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Vậy thôi, đừng chấp hết đoạn, sâu sắc lắm. Thế thì hết giờ.